nhíu nhẹ là rách, nhíu nhẹ là rách rồi anh em. Còn đây là nhíu, nhíu đít luôn. Nhíu, nhíu đít luôn không rách nha. Cơ bản thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gồng lên và kéo thì nó vẫn rách ha, nhưng mà độ bền của nó thì tầm chắc tầm khoảng gấp 5 đến gấp 10 lần so với giấy bình thường này. Khá là cao cấp ha. Đây. Ngầu xé luôn nè. Anh em thấy không? Đó, độ bền của nó rất là cao. Còn cái này thì đặt rồi. Rồi ok. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Là Thiện đây. Trước mặt anh em đây Thiện đang có một vài link phụ kiện mà dạo gần đây anh em khá là quan tâm ha. Hôm nay thì Thiện làm một cái video chi tiết để cho anh em tham khảo. Thứ nhất là về giá, thứ hai là chi tiết sản phẩm để anh em mình tham khảo. Rồi giờ thì anh em lên là gần rồi đi để chúng ta xem kỹ hơn cái này nó dùng chất liệu gì và giá thành của nó ra sao luôn nhé. Thì đầu tiên ở đây Thiện đang có 3 kiểu lọc gió cho những mẫu máy 541 trên thị trường ha. Thiện sẽ phân ra hai dạng nha anh em. Một cái dạng ha là dạng thông dụng, có nghĩa là lắp cho những mẫu máy là Husqvarna 541 nè, rồi những mẫu máy mà 541 thông dụng trên thị trường, chẳng hạn như là New Wave 541, KV 541, Zenon 541, Mitsubishi Yamaha 541 chẳng hạn, ví dụ đó. Đó, nó kiểu như vậy thì nó sẽ dùng hai loại dạng kiểu này. Và một dạng nữa khá đặc biệt hơn là cái này là lọc gió giấy và chỉ sử dụng được cho mẫu Reload 541 hoặc là Akira 541 thôi nha anh em. Nếu anh em muốn sử dụng cái lọc gió bên này mà lắp cho những mẫu máy như là Reload 541 hoặc là Akira 541 thì anh em phải thay cả một cái bộ Boe luôn thì anh em mới lắp được nha. Tương tự như vậy, anh em muốn thay, anh muốn dùng lọc gió này cho những mẫu máy này thì anh em phải thay cả bộ Boe anh em mới lắp được. Đó, thì đó là tiền sẽ chia ra cho anh em dễ tham khảo. Rồi đầu tiên thì sẽ công khai về giá luôn đi để cho chúng em anh em mình tham khảo. Đầu tiên cái lọc gió 541 này cho những mẫu máy như là Reload 541, Akira 541 ha, lọc gió dày bên một lọ này thì cái độ thông dụng nó không có nhiều và cái độ gọi là dễ sử dụng nó cũng không có cao, thì bên Thiện đang ra với giá chỉ có 10.000 đồng một cái nữa thôi nha anh em. 10.000 đồng nha. Đó, thì lý do tại vì sao nó 10.000 và lý do tại sao bên đây lọc gió này thì nó cũng là giấy nhưng nó mắc hơn thì tí nữa Thiện sẽ giải thích cho anh em hơn sau nha. Rồi qua cái mẫu thông dụng bên đây là lắp cho những mẫu máy như là New Wave 541 nè, KV 541 ha, rồi Zenon, rồi Mitsubishi Yamaha, nói chung là rất là nhiều mẫu máy 541 khác thị trường, thậm chí cho Husqvarna Rin 541 được luôn ha. Cái bộ lọc gió nỉ mút chất lượng cao này bên Thiện đang bán cho anh em với giá là 30.000 một bộ nha anh em ha. Đó, giá này thì khá là hữu nghị luôn, anh em có thể mua về để thay thế cho những mẫu máy của anh em đang sử dụng mà không phải là sử dụng loại giấy thì anh em phải lắp được nha. Chứ để anh em ví dụ như anh em đang dùng con Reload 541 hoặc là Akira 541, anh em mua cái này về thì lắp không có được nha anh em, nó chặt cái lỗ nha. Rồi, và cái chất lượng của lọc gió nỉ mút này thì chất lượng khá là tốt nha anh em. Nó có một lớp mút ở ngoài để ngăn không khí lạnh hay không khí ẩm đó, và vào bên trong thì có một lớp nỉ ha để lọc lại không khí sạch nhất có thể cho anh em mình sử dụng. Rồi, và tiếp tục nữa một cái lọc gió mà bên Thiện mới vừa về hàng. Cái này thì giá thành nó cao hơn anh em, bởi vì chất lượng nó sẽ cao hơn và cái gọi là cái kỹ thuật thiết kế gia công nó cao hơn cái lọc gió bên này nha anh em. Cái này thì nó đang có giá là 60.000 ở thị trường Việt Nam ta ha, và hiện tại đang có giá 60.000. Và đầu tiên thì anh em phải hiểu là dù là cái lớp nỉ hoặc là lớp mút thì anh em vẫn phải cho thêm một cái lớp nỉ hoặc lớp giấy lộ thì anh em vẫn phải cho thêm một lớp mút ở ngoài nữa để đảm bảo an toàn hơn. Ở Việt Nam mình thì bụi khói rất là nhiều anh em, kinh khủng luôn ha. Nên Thiện luôn khuyên anh em á, một cái câu chuyện là một lớp nỉ hoặc là một lớp giấy á, nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết á. Anh em phải có lớp mút ở ngoài nữa thì mới đảm bảo ok hơn nhất có thể nha. Rồi, giờ thì Thiện sẽ giải thích cho anh em tại vì sao cái này giá nó 10.000 và tại vì sao cái này giá nó 60 luôn. Thứ nhất á, là cái này nó chỉ sử dụng được cho Reload 541 hoặc là Akira 541 thôi, cái độ thông dụng, cái độ phổ biến nó không cao. Rồi, và cái thứ hai á là chất lượng, cái chất liệu anh em ha, chất liệu gia công nó khác nha anh em, và cái kỹ thuật gia công nó cũng khác luôn. Đầu tiên ở đây thì có một cái lọc gió 541 của Reload Akira nè, thì là cắt sẵn ở đây cho anh em mình dễ tham khảo. Rồi bên đây thì sẽ có một cái lọc gió khác cũng là cái lọc gió này luôn nè. Đó, thì sẽ cắt ra ha để so sánh. Đây, thì sẽ xé một đoạn cho anh em so sánh. Cái này xé rất khó nha. Đây. Cái này cũng làm bằng giấy nha anh em, nhưng sẽ rất khó nha. Đó, cũng làm bằng giấy nha. Đây, anh em có thể zoom, anh em nhìn cận cảnh này để anh em có thể thấy được. Nó vẫn là giấy thôi, nhưng cái kỹ thuật gia công của nó khác hoàn toàn. Là nó sẽ đan những cái đường mắc kéo. Đây, giấy nó sẽ để làm hình trụ và đan những cái đường mắc kéo như thế này. Đó, anh em thấy không? Để nó gia tăng độ bền cho sợi giấy chúng ta để tái sử dụng nhiều lần nha. Thì ví dụ luôn, đây cái giấy này thì nó chỉ là giấy thôi anh em, xé rất là đơn giản, có thể rách rồi ha. Đây anh em thấy
rất là đơn giản luôn, rất cực kỳ nhanh luôn. Đó đó, khi anh em lại gần thì anh em mới thấy ha. Này anh em thấy hai cái chất lượng giấy nó khác nhau không? Đây đây là giấy bình thường rồi anh em, giấy thì nó rất là bình thường luôn ha. Đó, nhíu nhẹ là rách, nhíu nhẹ là rách rồi anh em. Còn này là nhíu nhíu đít luôn, nhíu nhíu đít luôn, không rách nha. Cơ bản thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gồng lên và kéo thì nó vẫn rách ha, nhưng mà độ bền của nó thì tầm chắc tầm khoảng gấp 5 đến gấp 10 lần so với giấy bình thường này. Đó đó lý do tại sao mà cái này nó mắc và tại sao cái này nó rẻ. Và cái này khuôn của nó có sẵn rồi anh em, còn cái này phải khuôn phải đúc, phải đặt khuôn mới nên giá thành nó sẽ cao hơn. Đó, thứ nhất là chất lượng gia công khác nè, chất liệu gia công khác dẫn nên cấu thành giá trị sản phẩm nó sẽ khác. Đó, và cái độ bền ở đây để chi anh em? Độ bền này để anh em tái sử dụng nhiều lần. Có nghĩa là sao? Khi có lọc gió giấy này nè, anh em sử dụng một thời gian đúng không? Nó bụi quá, nó đắt quá, anh em xịt xăng vào, anh em vệ sinh. Đảm bảo luôn anh em luôn, nó lủng nhé, nó lủng hoặc là nó rách. Đó, nhưng mà cái này anh em dơ quá, anh em xịt xăng vào, anh em vệ sinh, thậm chí anh em lấy bột giặt anh em giặt, anh em phơi khô là sử dụng bình thường ha. Đó, độ bền của nó cao hơn, chất liệu gia công cao hơn và kỹ thuật gia công cao hơn. Do cho nên cấu thành giá thành sản phẩm nó sẽ cao hơn nha anh em. Đó, và cái bộ này cái độ lọc không khí của nó cũng khá là tốt nha. Nếu mà anh em không có máy để đo á thì chúng ta có thể rất là đơn giản để so sánh được là chúng ta kéo cái giày đút cái miệng vào và thổi thì anh em sẽ cảm nhận được lực hơi và chúng ta nó thoát qua ha. Thì hai cái này thì nó gần như là tương đương luôn ha. Đó, nên cái này thì lọc gió cũng khá là ok. Đó, thí nghiệm mở ra cho anh em xem luôn nè. Bây giờ thì sẽ làm lại một thí nghiệm nữa để anh em thấy cái độ bền của nó nè ha. Còn anh em nào mà nếu ở gần cửa hàng Thiện thì có thể ra đây để Thiện để lại đây để anh em trải nghiệm cái độ bền. Đây thì sử dụng lực nhẹ nè. Đó thì cái trên nó rách rồi nên thấy không, anh thấy không ha. Và tới đây nó dừng bởi vì cái này nó níu lại anh em, nó không có rách cái này hả. Đây nè, nhẹ nhàng thôi đây là rách rồi ha. Còn cái ở dưới không rách nha, không rách nha. Đó, gồng lên không rách luôn nè ha. Đây, ngược lại đây cho anh em mình tham khảo. Nếu để cái này ở trên thì sao? Ở trên thì chắc chắn rồi, cái này không rách thì cái dưới sao rách được, đúng không? Đó, thì nhíu đỏ cái tay ra thì anh em biết này, anh em nhìn cái tay Thiện nè ha. Nhíu đỏ cái tay luôn không rách nè. Còn cái này thì nhẹ tựa lông hồng. Đó, thì anh em để anh em so sánh được cái chất liệu gia công của nó sẽ khác nhau. Nên có nhiều anh em kêu, ủa sao cái này có 10 ngàn, mà cái này tới 60 nghìn. Thì nó có lý do của nó anh em, chứ không phải cơ bản thì tự nhiên cái 60, cái 10 ngàn đúng không? Đó ha, đó đây là một loại giấy khá là bình thường, còn đây là loại giấy khá là cao cấp ha. Này nhàu xé luôn nè anh em, thấy không? Đó, độ bền của nó rất là cao. Còn cái này thì đắt rồi. Rồi ok, đó là một vài thí nghiệm vui để anh em xem thử cái lọc gió và anh em xem thử thích cái nào thì ok cứ alo với Thiện. Và một cái cũng khá là hay nữa đó chính là cái buli này mà thời gian vừa qua anh em tham khảo khá là nhiều nè. Bởi vì trước đây anh em nào dùng những màu máy 541 trong màu Trung Quốc á, nắm dịch trợ lực á, hoặc là Kawasaki TG53, Kawasaki TG45, anh em bị hư cái chấu này ha, hư cái chấu này trên cái nắp giật á, thì anh em phải mua nguyên cái nắp giật mới. Sẽ có hai lựa chọn cho anh em, đó là nắp giật mới hàng lô hai, có nghĩa là hàng Trung Quốc đó, và một cái lựa chọn khác đó là nắp giật mới hàng rin. Nắp giật mới hàng rin á thì giá nó quá cao đi anh em ha, giá nó cực kỳ cao luôn. Còn nắp giật mới hàng lô á thì giá nó cũng tạm chấp nhận được ha, nhưng mà ngày xưa bể hư cái này anh em bắt buộc phải thay nguyên nắp giật. Thì hiện tại bên Thiện đã về cái buli này cho anh em. Nếu anh em nào mà bị trờn cái đầu này ha, thì Thiện sẽ bán cho anh em cái buli này thôi. Để anh em về thay thì anh em vẫn giữ lại được nguyên cái nắp giật rin để anh em sử dụng ha. Nói lại cho anh em lần nữa nha, những con máy 541 nắp giật trợ lực thì anh em có thể lắp được cái buli này. Và Kawasaki TG53, Kawasaki TG45 anh em sẽ lắp được luôn ha. Giá thì cũng rất là ok thôi anh em. Bởi vì cái này bên Thiện làm, đây anh em thấy không, nhựa BA6 và GX30 hơi khó thấy nha. Đây, để thì nghiêng cái góc này mà anh em có thể thấy được. Tối anh em bên đây giờ bên Thiện đang chiều rồi. Đó, đặc khái trên này nó sẽ in là anh em thấy là BA6 GX30. BA6 là một loại nhựa khá là bền ha, được làm trong nghiệp khá là nhiều. Và GX30 ở đây có nghĩa là có nghĩa là pha 30% sợi thủy tinh nha anh em, để tăng cái độ bền cho cái buli này. Rồi, ok, anh em nào quan tâm về cái linh kiện nào thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là để lại số điện thoại ngay dưới phần bình luận. Thiện sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những cái linh kiện này để anh em biết thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, tất cả anh em view theo nha.